nhân kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ truyền thống ngành than 12 tháng 11 năm 1936 12 tháng 11 năm 2018, 50 năm ngày bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân cán bộ ngành than 15 tháng 11 năm 1968 15 tháng 11 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đến chúc mừng Đảng ủy Than Quảng Ninh, Trung tâm điều hành sản xuất tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam tại Quảng Ninh, công ty kho vận đá bạc Vinacommin tại các nơi đến thăm thay mặt thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chúc mừng tập thể cán bộ công nhân nhân viên các đơn vị ngành than luôn phát huy truyền thống kỷ luật đồng tâm nỗ lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương đồng chí nguyễn mạnh hà phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng ghi nhận sự vào cuộc trách nhiệm và những đóng góp thiết thực của các đơn vị ngành than đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn đồng thời mong muốn trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác phối hợp đồng hành cùng địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội và các chương trình phát triển chung